Mùa đông đến rồi. Mùa đông đến thì thời tiết lạnh và sẽ kèm theo rất nhiều những căn bệnh về đường hô hấp, đúng không ạ? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chữa bệnh hô hấp bằng cái phương pháp tổng sống. Cụ thể là khi chúng ta có người thân, đặc biệt là trẻ con ấy, bị những cái bệnh như là viêm họng, amidan, VA, viêm phế quản dẫn đến ho chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể làm theo cái clip hướng dẫn sau đây của tôi để cho người thân mình là khỏi được cái căn bệnh vài hôm đó mà không cần đến thuốc độc. Có lắm thì các bạn kết hợp xúc miệng của nước muối, khó miệng nước muối là thôi. Cách chữa mà cái người mà bị viêm họng này chính của amidan này, VA này, trẻ con, người lớn đều thế nhá. Rồi là người già, người lớn mà ho lâu ngày thì đầu tiên chúng ta phải giải quyết đòn chỗ. Thì đây là xương quai xanh của bệnh nhân này. Quay chưa đấy? Quay chưa? Mày quay rồi, quay rồi. Xương quai xanh bệnh nhân. Đấy, thì tay đặt bên trong xương này, hai ngón này nhá. Ngón này, ngón cái này chống đây, chống đây, chống cái tì này. Thu tay về, rất nhẹ nhàng cho đây về. Lực là gì vì cái đòn chỗ nó mỏng. Cho nên các bạn sẽ làm nhẹ tay thôi. Thế là chỉ trái bên phải thôi thầy, làm bên phải. Chỉ làm bên phải, trật tự nhá. Tay này. Đấy, chỉ làm bên phải thôi. Thì khi tôi thu tay thế này là tôi lôi cả một cái quần cơ này đi. Người bệnh cảm giác là hơi ngơ ngứa, vướng vướng. Khi làm này, đấy, làm khéo là người bệnh cảm thấy hơi vướng vướng. Còn nếu các bạn ấn này nó nghẹn thở này. Đây, có nghẹn thở không? Đấy, cho nên chỉ hơi kéo này thôi. Chống tay này, lôi, nhìn thấy tôi lôi này, cả cái cơ nó chạy về tay tôi này. Đấy, nhìn này, tôi đi chậm cho nhìn này. Đấy. Nhìn cái nốt ruồi nó để hình dung là nhìn cơ nó chạy như này. Đấy. Đấy. Chỉ trên chị Hà thôi nhá, không nhìn chậm thôi. Nhìn cái nốt ruồi đen đen ấy. Chị đang giải thức giúp đồn chú mới được nhỉ? Đấy, những người mà đang ho rách cổ làm lại rất nhanh. Đừng bắt chết huyền, đừng bắt chết huyền như thế, tập trung. Chỉ nhìn thôi, không tập trung. Kể các bạn không có bệnh, các bạn được làm này các bạn cũng rất thích. Đấy, mình đi. Đi một lượt về sau này xuống như lượt. Tay càng dẻo bao nhiêu, nó càng vận chuyển thì bệnh càng đỡ nhiều bao nhiêu. Rồi, sau đó các bạn làm vào C5, C6 ở bên phải. Thì đây, khi làm ấy là nhớ là đây là gai sống này, thì bạn đứng ngay cạnh rãnh sống thôi, đứng ngay cạnh gai này, đứng chạy ra ngoài, không đứng lên đầu gai, đứng ngay cạnh, đi nhẹ này, dùng cái phần này thôi, để cho nó như cái lưỡi cày nó hút vào, nó cày lắm cái đất mỏng mỏng ở đây, vì là đây không phải bệnh vận động nên ngón tay ra để hơi nằm một chút, hơi nằm một chút thôi, cứ không phải nằm đây là giải cơ, hơi nằm chút để cày được, chứ đừng đứng này nó sẽ thành cơ sâu. Rất nhẹ này nhá, cái đi lượt cơ ngoài, cái đi này nhiều lúc mà với liều đi vui, liều liều liều, người bệnh này, chào, đấy, đó. Đây, bây giờ là hơi dính như này, cái này rất nhanh lên ngưỡng, nào, tôi cho ai sờ đây, bác Vân này, chín mọi người một thôi, rất nhẹ, vâng. Thì là không làm nữa nhé. Rồi, thế nếu như người ta kèm theo ho thì chúng ta phải làm tiếp đâu? Đấy, thế là nếu ho thì ta sẽ làm kèm theo D2, D3 bên trái. Và cơ này là cơ thang, là nhẹ tay thôi. Chỉ nhẹ nhé. À, chứ,
thì những cái bệnh này là nhiều người già họ ho hàng 3-4 tháng không rõ nguyên nhân, chữa 3 buổi hết. Thì trẻ con bị VA phế quản tối lại chữa cho nó thế này, các đại ngày có thể chữa 2 lần được. Sáng chiều. Còn nhà con đang rất là gì bên phải phế quản cho bé á. Cứ giờ giờ thời tiết. Trọng điểm nhá. Trọng điểm là C56 ở bên phải, D2, D3 ở bên trái. Đấy. Đấy, mọi người hình dung cách làm chưa? Dạ. Thì đấy là cái kỹ thuật dùng để chữa bệnh ho, viêm họng. Thế còn nếu khản tiếng thì bạn làm thêm ở đây. Không chữa đây mà chữa vào đốt sống ở giữa này các bạn. Khản tiếng. C3 C4 này. C3 C4 5 thì ra các bạn một ngón tay các bạn đi 3 4 5 rồi. C3 C4 C5 này nhá. Vẫn giải cơ đây, xong tay đây. Đấy. Được chưa? Rồi, cảm ơn. Và như các bạn thấy đấy, những thao tác các bạn hoàn toàn có thể làm được. Đặc biệt là các bạn nào mà đã học tác độ sống của tôi hoặc của các thầy khác rồi thì cứ nhìn theo cái đấy, theo phác đồ đấy mà làm nhé. Nhớ là trình tự để làm là bao giờ các bạn cũng phải giải cỡ đòn chỗ ở bên phía trong xương quai xanh và ở bên phải của bệnh nhân. Sau đó chữa vào đốt sống cổ C5, C6 ở bên phải. Chữa nhẹ tay, chữa hẹp thể hẹp ngay cạnh đầu vai sống thôi. Còn nếu như người bệnh mà có kèm theo triệu chứng ho thì các bạn chữa thêm vào đốt sống lưng D2, D3 ở bên trái nhé. Nhớ cho tôi đấy, tôi nhắc lại này, C5, C6 ở bên phải, D2, D3 ở bên trái. Các bạn cứ làm đi và chắc chắn là người thân các bạn sẽ rất là cảm ơn các bạn về cái sự giúp đỡ tuyệt vời này, nhất là mùa đông, trong mùa đông nhé. Và các bạn đừng quên chia sẻ cái kênh YouTube này của tôi đến các bạn bè mình, cũng như là đăng ký nó để có thêm nhiều cái thông tin, nhiều bài học thông qua các clip bổ ích này nhé. Hãy bấm cho tôi vào cả cái nút chuông nữa để mỗi khi tôi có một clip mới nó sẽ báo ngay cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào.